Chào tất cả mọi người, cảm ơn mọi người đã cùng một chút thời gian quay trở lại với kênh An Thái Auto. Trong video ngày hôm nay em đang gửi tới mọi người một sản phẩm, đó chính là cái lốc điều hòa của Thaco Auman. Đây, lốc dòng Auman này thì nó rất là nhiều loại anh em nhé. Đấy, mà cái dòng này là dòng cho dòng xe tải ben này. Đó, anh em có thể nhìn thấy không? Dòng này là nó bắt 7 chân. Một chân trên này của nó là theo thiết kế là không có này. Đấy. ATC đây là dòng lốc chuẩn như kiểu chúng ta đang lắp ở trên xe luôn. Với cái dòng điện của con này thì nó là 24V anh em nhé. Bully thì Lysacura là một rãnh này. Đấy. Bắn A một rãnh luôn. Và dầu của nó sử dụng thì sẽ là dầu 46. Đây, 56 46 này. Mặt sau của sản phẩm nhé. Anh em mà quan tâm tìm hiểu tư vấn về sản phẩm hãy liên hệ bên theo số 0769086333. Hẹn gặp lại mọi người trong những video kế tiếp. Em xin chào.